Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Kim Theo Nổi Punchinado Việt Nam Official và mình là Phương. Trong video ngày hôm nay, mình với các bạn sẽ cùng nhau đi phân biệt là thế nào là cut pie và thế nào là loop pie. Ok, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trên hình các bạn có thể thấy đây là hai cái linh kiện mà chúng ta sẽ lắp đặt ở trong cái súng chopping. Thì đầu tiên với chức năng cut pie thì các bạn sẽ có một chiếc lưỡi kéo như thế này đây ạ. Thì bao gồm phần cố định ốc vào trong cái lưỡi kim của các bạn này. Tiếp theo là có các cái thanh đẩy để có thể kéo mở được cái kéo sang. Đó. Thế khi mà hoạt động ấy, thì cái đầu kim nó sẽ đưa ra để chọc đưa len vào. Cùng với đó khi mà kim đưa về thì kéo sẽ đưa lên và sẽ đóng cái kéo này lại để cắt được cái sợi len của các bạn. Đó. Khi mà lưỡi kéo đưa qua mặt phải thì nó sẽ tiến hành là cắt các cái sợi len của các bạn. Thì các bạn sẽ được cái bề mặt được cắt sẵn như thế này. Đó, thì đây sẽ là mặt cắt. Đây, với cái súng cắt pie này như thế này thì khi mà cái phần motor nó di chuyển, đấy, các bạn thấy là cái mũi kim sẽ co lại và phần lưỡi kéo sẽ lộ ra. Đó, và sẽ tiến hành là cắt đi cái sợi len này. Sau đó nó sẽ thao tác như ban đầu luôn. Đó, kéo đưa ra và cắt phối hợp nhịp nhàng như thế này. Đó, thì sau khi mà làm bề mặt cắt pie thì các bạn sẽ ra một cái sản phẩm như thế này đấy ạ. Đấy, thì cái mặt len này đã được cắt sẵn rồi. Đây là sẽ là cái bề mặt cắt pie, súng cắt pie của các bạn. Loại thứ hai đó là loại loop pie. Loop pie thì chúng ta sẽ không có cái phần kéo mà chúng ta sẽ có một cái thanh đẩy bằng kim loại. Cái thanh đẩy thì cũng có cấu tạo là cái phần chốt ốc để giữ chắc chắn vào phần kim này. Đó. Và một cái phần thanh đẩy dài đây, và ở đây sẽ có một phần lõm. Đó, để thay vì là nó sẽ cắt giống như là chiếc kéo này thì nó chỉ có công việc là đẩy thôi, chỉ cần đẩy lên thôi. Và khi mũi kim đâm vào này, cái kim thụt này thì cái lưỡi đẩy nó đẩy lên để đẩy cái sợi len lên. Thì sau khi mà đẩy xong ấy, thì cái bề mặt của các bạn sẽ có cái bề mặt như thế này. Đấy. Tức là nó sẽ đẩy cong lên theo các cái đường theo của các bạn như thế này. Đấy, mà nó sẽ không cắt. Đấy. Thì khi mà các bạn thao tác với cả cái phần lưỡi đẩy cái loop pie này thì các bạn sẽ cần một cái chiếc kéo để đẩy xong các bạn sẽ cắt cái sợi len này đi. Nếu không các bạn rút ra thì nó sẽ bị bung tất cả các cái phần theo như thế này đây ạ. Và với cái phần thanh đẩy như này thì nó cũng hoạt động tương tự giống với cả cái cắt pie, tức là mũi kim sẽ đưa ra thụt vào và cái lưỡi đẩy này sẽ đưa ra để đẩy cái sợi len. Để mình sẽ so sánh với các bạn là hai cái sản phẩm khi mà các bạn làm với cả hai loại. Đó. Thì đây, phía bên tay phải đây sẽ là loại loop pie và phía loại bên trái sẽ là loại cut pie sử dụng lưỡi kéo. Đó. Thì với cái súng cut pie ấy, thì các bạn chỉ có duy nhất một cái lưỡi kéo được gắn cố định ở trong máy để chúng ta làm chuyên về cái bề mặt cắt như thế này. Còn với loại 2-in-1 thì các bạn sẽ có cả hai cái lưỡi như thế này để các bạn có thể thay đổi cho nhau khi mà các bạn làm. Ví dụ như các bạn muốn cắt thì bạn sẽ lắp cái lưỡi cắt này vào, còn nếu các bạn muốn làm cái mặt loop thì các bạn sẽ lắp cái thanh đẩy này vào để có chức năng loop pie. Đó, thì cái máy 2-in-1 sẽ có hai tính năng như thế này. Đấy, còn với cắt pie thì các bạn chỉ có duy nhất một tính năng là cái lưỡi kéo để cắt như thế này thôi. Thế vậy thì tùy vào cái mục đích của bạn làm cho tấm thảm có bề mặt như thế nào thì các bạn sẽ chọn loại máy phù hợp. Đó. Thì với loại máy đa năng sẽ có cả hai chức năng. Vậy là trong video ngày hôm nay mình và các bạn cũng đã cùng nhau tìm hiểu thế nào là loop pie, thế nào là cắt pie và sản phẩm khi mà các bạn sử dụng với từng loại lưỡi là như thế nào. Hy vọng rằng sau clip này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bộ môn chopping cũng như là có thể lựa chọn được cái máy chopping ưng ý với mong muốn của mình.
Đừng quên like và subscribe kênh YouTube channel của mình để có thể xem được thêm nhiều clip nữa về bộ môn surfing còn rất là mới mẻ ở Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye!